xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 2018, thánh lễ an táng cụ bà Teresa Vũ Thị Minh đã được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, tiểu bang California. Cụ bà Vũ Thị Minh là thân mẫu của sứ ngôn viên Diệu Quyên và là nhạc mẫu của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN. Thánh lễ an táng cụ bà Teresa Vũ Thị Minh có sự tham dự đông đảo của người thân, bạn bè và đồng hương, và đặc biệt là có sự hiện diện của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn của tiểu bang California và dân biểu liên bang Alan Lowenthal. Con xin trình bày một người trưởng nữ trong gia đình, chị của con, chị La Vang. Chị sẽ có vài lời chia sẻ với mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh thành và dưỡng dục bảy anh em của chúng con, đã lo cho chúng con được đầy đủ những điều chúng con cần trong đời sống cũng như đời sống đạo đức. Mẹ đã làm gương cho chúng con biết mến Chúa, yêu người, nhắc nhở chúng con đi lễ, làm việc tông đồ, bác ái và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Xin mẹ tha thứ cho chúng con những điều chúng con đã làm trái với mẹ. Chúng con mong muốn và cầu nguyện cho mẹ được yên tâm về với Chúa, an nghỉ với Tý và anh Lân. Ở đây, chúng con sẽ tiếp tục chăm sóc cho bà và lo cho các con của chúng con. Ở trên đó, mẹ cầu nguyện cho chúng con được bình an, yêu mến Chúa mẹ nhé. Con xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý sơ, quý cha đã bỏ thời gian tới cầu nguyện cho mẹ của con là bà Teresa của tự mình. Con xin cảm ơn gia đình nội ngoại thân hữu hai bên, và con cũng xin thành thật cảm ơn những sự chia buồn vừa qua của các hội đoàn Linh Đình Thánh Tâm, Legio Maria, Matthias, ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, hội giáo chức, các chị em trong trường Thiên Phước, hội bạn người cười, thương phế binh quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, gia đình bác ái Paulo, các cao đoàn Thánh Linh, Huntington Beach đã dâng lời cầu nguyện cho mẹ của con. Xin cảm ơn bà thượng nghị sĩ Trang Đức Nguyễn cũng như ông dân biểu Alan Lowenthal đã có mặt ngày hôm nay cùng cầu nguyện cho chúng con, và để nói lời cảm tạ từ biệt mẹ. Tình mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời, mẹ nhắn nhiều con tình yêu là sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn sáng của con từ đây. Sau thánh lễ, linh cữu cụ bà Teresa Vũ Thị Minh được đưa về an táng tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành, thành phố Huntington Beach, tiểu bang California. Cụ bà Teresa Vũ Thị Minh là hiền thê của cụ ông Nguyễn Khua Khương. Bà sinh ngày 20 tháng 3 năm 1934 tại Hà Nội và được Chúa gọi về lúc 6 giờ 30 chiều thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018, hưởng thọ 84 tuổi. Không biết nói gì với mẹ. Trong giây phút này, mẹ đã luôn dìu dắt cho chúng con, chỉ cho chúng con chuyện gì phải làm. Cho tới lúc này thì tụi con làm theo ý của mẹ. Cho tất cả họ hàng thành thật vĩnh biệt chị, và nguyện xin Thiên Chúa cho chị được mau hưởng nhan Thánh Chúa. Và nghi thức tiến đưa bà Teresa tới đây chấm dứt. Bà Vũ Thị Minh là người đỡ đầu cho Tuấn vào đảo đây gần 30 năm về trước. Thành ra đây là một cái tang cũng như là cá nhân cho Tuấn và cũng như gia đình của Diệu Quyên. Bác là một người mẹ rất
can đảm và rất là những người Việt Nam, người tiêu biểu của một người Việt Nam mình. Mà phải nói là bác có trái tim rộng rãi, bác giúp cho các công việc của người Công giáo cũng như là giúp cho các người nghèo những vấn đề khó khăn. Bà là một người phụ nữ đóng vai trò của một người chồng. Bà lo hết tất cả, bởi vì ông Khương là người là thư ký, là ký giả, cho nên ông đi và sau này một thời gian, sau này khi đất nước bị vào tay của Cộng sản thì ông cũng không có dám ở nhà, ông cứ đi đây đi đó. Và vì vậy mà bà một tay đi làm và cũng là một tay nuôi các con, để rồi các con được hôn lớn ngày hôm nay. Chúng ta thấy được, người ta nói nhìn quả thì biết kẻ trồng cây. Chắc chắn là chúng ta thấy anh chị Trúc Hồ, Diệu Quyên, Quyền, họ sinh hoạt và tất cả những người con họ sinh hoạt không những là đời mà còn đạo, và đó là một cái kết quả mà có lẽ là bà với ông đã gọi là gieo lại, đã trồng, đã để lại cho thế hệ ngày hôm nay. Thì đó là cái cảm nghĩ của tôi rất là khâm phục và ngưỡng mộ gia đình của ông bà Khương, và vì vậy tôi cảm ơn đã được đồng hành với gia đình cũng như là đã được biết gia đình. Thì trong cái tinh thần của người tôn giáo, người Công giáo, thì chúng ta đây là một cái sự mất mát không những là của gia đình mà của giáo hội, của cộng đoàn dân Chúa ở trong giáo phận Orange nói riêng mà ở nói chung. Vậy xin cảm ơn và xin tiếp tục cầu nguyện cho bà. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.